Xin chào các bạn, mình đã đi cùng Giao đây. Nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy mệt mỏi và muốn tìm về một chốn bình yên thì đây có thể là một nơi để dành cho bạn. Ai đó đã từng nói, mình dành cả đời để đi tìm hạnh phúc, nhưng đôi khi bản thân của hạnh phúc nó đã có sẵn cùng với mình rồi. Hôm nay mời các bạn cùng Giao đến với nhà của gió. Theo mình đánh giá, đây là một quán có trải nghiệm để đón bình minh khá đẹp. Về nước thì mình thấy ở đây có nhiều sự lựa chọn, còn cà phê thì sẽ phù hợp với ai có gu đậm đà. Giá nước tại đây dao động từ 30 tới 40 ngàn. Bye bye các bạn, hẹn gặp các bạn ở những video sau.